Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là sáng chủ nhật ngày 26 tháng 8. Mình có một số cái mâm. Mà những cái mâm này là những cái mâm nguyên về bà con ta bóc rừng về ngày hôm kia rồi, nhưng mà mình phải để cho nó ráo nước. Hôm nay đến chủ nhật thì mình mới mang ra mình quay. Tại vì cái này các bạn xem này, Tây Nguyên mưa rả rích cả ngày cả đêm. Mình không có chỗ quay ở ngoài sân nữa, cho nên là phải mang vô trong nhà. Và mình nói luôn, cái lô này là mình có 8 mâm. Tương đương nhau 8 mâm. Về quy cách, về cái độ tươi đẹp thì nó ngang ngửa nhau. Và mình bán với cái giá là 800.000 một mâm. Anh em nào mua thì gọi điện thẳng cho mình luôn. Số lượng rất là ít. 8 mâm giả hạt con tôm nha các bạn. Thì mình sẽ cho các bạn xem qua từng mâm cụ thể. Các bạn lưu ý, mâm giống nhau cho nên là mình không có lửa nha. Chứ mà các bạn đừng có canh phút thứ bao nhiêu, mâm thứ bao nhiêu. Mình không có thời gian mình canh mấy cái việc đấy đâu. Rồi đây, mâm thứ nhất nè các bạn. Lúc đầu về ngày hôm kia về rất là tươi đấy nhé. Nhưng mà do mình phải để cho nó khô rễ, khô lá các bạn. Chứ không á, là đi là nó ấy liền. Đây, mùa này lá non cho nên là giữ được về đến nhà rất là khó. Đây, đây các bạn thấy không? Lá đẹp lắm. Những cái mâm này đều rất là dài nha các bạn. Đó, trên 40 phân hết. Đây, người ta dùng cái sợi dây rừng, người ta cột cái mâm tơ vào trong cái thân già để cho nó khỏi bị gập qua gập lại, nó dễ gãy. Đây các bạn. Hàng rất là tươi luôn. Đây, con cái sợi dây người ta cột nè. Đây là cái bà con người ta hay đi rừng, người ta hay lấy cái dây này, người ta các sợi dây người ta vớ được dây nào người ta cột cái dây đấy, cột lại để cho các cái thân tơ nó khỏi bị rung lắc nhiều, nó dễ gãy. Rồi, mình nhắc lại là mình cái lô này mình chỉ có 8 mâm nha các bạn. Đó, chỉ có 8 mâm. Và 8 cái mâm này thì mình cũng nói giá rồi đấy, 800.000 một mâm. Đó, tiền nào của nấy, đáng đồng tiền bát gạo. Anh em chơi hàng chuẩn thì chúng ta đừng có chần chừ, tại vì mình bán nhanh lắm. Và mình bán mình cũng không vội đâu. Đây là mình trong cái lô đấy thì tất nhiên nó có những cái hàng xấu, hàng gãy thì mình giữ lại để mình làm giống. Đó, như các bạn thấy, như cái mâm kia bị gãy ngọn nè, đấy. Đó, rồi các cái mâm này cũng bị gãy ngọn đây nè. Nó gãy ngọn ở trong rừng đấy. Đó, mình giữ lại mình làm giống, mình trồng rồi. Đó. Chủ yếu mình là mình chủ yếu là mình kiếm mấy cái đó này, đây như cái dê đây nè, các cái dê đây dụ bán cho các bạn không biết mô tả là cái kiểu không sao, đúng không? Có những cái dê nó không có mâm như thế này luôn, rồi mình trồng.
Đây những cái mâm ví dụ như cúc ngọn này. Đây, cái này mình chuẩn bị mình trồng nha các bạn, đừng có hỏi. Đây này như những cái mâm này. Nó như thế mà nó rất là khỏe, dễ hạt mà. Mình trồng vào thì thời gian sau các bạn sẽ biết. Còn tí nữa là mình xong cái clip này thì mình sẽ có clip khác, nhưng mà ít thôi, mình còn có 3 mâm thôi. 3 mâm VIP, anh em nào liên hệ mình nha. Còn các cái loại lan kia lát nữa mình sẽ quay giới thiệu cho mọi người nha.